Chào tất cả anh em nhé. Thì uh, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ nhanh với anh em thôi. Thì uh, có khá là nhiều anh em làm view ngoại này mà đến cái thời điểm bật kiếm tiền. Ở đây là view ngoại view nào cũng vậy nhá. Đối với kênh YouTube bật kiếm tiền, kể cả view ngoại, kể cả view nội hay là tất cả các kênh YouTube mà mới bật kiếm tiền thì có rất là nhiều anh em làm view ngoại này khi mà bật kiếm tiền là nhắn tin cho mình bảo là. À, anh ơi em làm youtube mà khi bật kiếm tiền em vào được công cụ rồi mà nó không hiện quảng cáo em xem video của em không hiện quảng cáo anh có thể xử lý giúp em để em gửi thêm ít tiền các thứ không phải anh em nhé thì à, cái trường hợp này và cái sự việc này trong cái video ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả những anh em mới làm dễ hiểu hơn và anh em nắm được cái quy trình này thì nếu sau này anh em bạn bè hay là người quen của anh em bị cái trường hợp này hay là thắc mắc về cái trường hợp này thì anh em cứ chia sẻ y như vậy và anh em chỉ cần nói như thế là người ta sẽ hiểu người ta sẽ nắm để người ta không phải đi uh, bất cứ đâu để người ta sửa cái lỗi này để vô cớ cái lỗi này để kiếm tiền hay là tốn tiền vì cái lỗi uh, không vào đâu hết anh em nhé thì uh, đầu tiên mình chia sẻ với anh em mới làm là đối với một kênh youtube khi cái tính năng mà bật kiếm tiền của anh em bật lên được chưa? khi mà cái tính năng bật kiếm tiền bật lên là nó sẽ từ từ đồng bộ và nó sẽ từ từ nó mới cập nhật tất cả các cái dữ liệu mới vào cái kênh youtube của anh em tức là hôm nay anh em bật kiếm tiền thì có thể là ngày mai ngày mốt có thể là tuần sau có thể là tuần sau anh em nhé cái cơ chế nó sẽ hoạt động như vậy có thể là tuần sau nó mới hiện luôn cái quảng cáo lên trên chính cái thiết bị của anh em xem chẳng hạn như là anh em vô xem youtube mà anh em sợ người lấy cái điện thoại người khác vô sợt cái video của anh em có thể là cùng một thiết bị thì nó chưa hiển thị đâu nhưng mà anh em để một tuần ấy, thì nó sẽ hiển thị lên ngay cái quảng cáo đó trên cái thiết bị của anh em thì anh em mới bật anh em không cần phải lo lắng gì cả khi mới bật kiếm tiền thì anh em cứ để im đó và bật kiếm tiền cho các video là được và một số anh em hỏi là trên quảng cáo như thế nào nên đặt quảng cáo như thế nào tự động hay là mặc định thì uh, cái đó thì mình sẽ nói ở sau video anh em ạ à. À, đối với cái kênh mà mới bật kiếm tiền à, nếu mà không hiện quảng cáo bây giờ anh em điều cần biết là khi mà đã bật kiếm tiền nó sẽ tự động nha mình sẽ chia sẻ lại cái đoạn vừa nãy là cứ để một một bốn đến năm ngày nó sẽ tự động cập nhật hết tất cả các cái dữ liệu nạp vào kênh của anh em là khi á, sau cái thời gian đó thì anh em chính người chính chủ kênh mới xem được cái quảng cáo của mình tức là khi mà click vào nó sẽ hiện một cái quảng cáo để anh em bỏ qua nhưng mà mình không khuyến khích anh em tự xem video của mình mình không khuyến khích anh em tự xem chính cái video của anh em đang làm bởi vì sao bởi vì là trong cái thuật toán youtube là nó có một cái ai quét nó có một cái ai quét như sau là khi mà mình xem quá nhiều quảng cáo của mình và mình tự click vào quảng cáo của mình khi nó phát hiện thì nó dường như là vô hiệu hóa cái tài khoản nhận tiền của anh em tức là GADSEN thấy chưa nó nó không xóa kênh của anh em đâu và nó cũng không bóp tương tác của anh em đâu nó chỉ cần vô hiệu hóa cái tài khoản kiếm tiền đó thì tất cả các cái kênh hay là tất cả các cái video không thể kiếm tiền nữa và không thể nào sửa được lỗi nữa lỗi đó là lỗi nhấp chuột không hợp lệ hành động hành vi nhấp chuột không hợp lệ tức là nó sẽ tính vào cái spam ấy, là chúng ta tự click vào quảng cáo của chúng ta để dạng như là có cái suy nghĩ mới làm là xem tự xem quảng cáo của mình để thêm tiền các thứ đúng không thì thực sự là như vậy không phải anh em nhé nếu mà làm như vậy nhiều lần đấy chúng ta làm ít thì có thể không sao nhưng mà nếu chúng ta làm nhiều lần đấy nó sẽ vô hiệu hóa nó sẽ báo lên một cái là nhấp chuột không hợp lệ ở trong cái bước kiếm tiền trong này luôn hả là kênh không thể nào fit được và không ai có thể kháng được cái lỗi đó anh em nha không một ai có thể là sửa được cái lỗi đó lỗi đó là bỏ kênh youtube luôn bây giờ anh em lưu ý là tuyệt đối không được click vào cái quảng cáo youtube của mình của anh em đó và không hạn chế xem cái video của chính mình ha chính cái video của anh em đang làm khi mà anh em xem nhiều ấy thì vẫn nó vẫn có một cái lỗi nó bắt được rất là nhiều lỗi của mà chúng ta tự động xem hoặc là chúng ta có cái hành vi gọi là À, sai lệch một chút ấy, là nó bắt được hết á, trong cái hệ thống nó bắt được hết được thì à, tốt nhất là cái video của mình làm thì mình cứ tự để cho nó tự nhiên anh em không cần phải xem mình có xem thì mình ao ra ngoài mình xem ở trên cái xem ở trên cái máy tính của mình hay là cái thiết bị edit của mình thì mình có đi xem đi xem lại kỹ trước khi edit rồi thì hạn chế anh em à còn đối với mà kiếm tiền từ video nhiều anh em mới làm hỏi là xét vị trí quảng cáo không? thông thường mặc định của anh em ấy là khi mà một video của anh em đăng lên nó sẽ ép ba cái quảng cáo ad break này vào được chưa nó sẽ ép ba cái quảng cáo này vào đây một cái này mở gần nó, nó kiểu như là nó thêm vào mặc định anh em ạ nó thêm vào bất kể một cái khung hình nào mặc định có thể là ở đây có thể là ở đây có thể là ở đây và cũng có thể là đảo ngược lại trong một cái video của anh em làm nó sẽ tự chèn vô ba quảng cáo như thế này Cụ thể là như thế này. Được chưa? Thì uh, có nhiều anh em nhắn tin đến mình là em chèn thêm rất nhiều quảng cáo. Có hiệu quả không anh? Hay là không nên chèn rất nhiều quảng cáo anh em nhé? Bây giờ mình có thể là chèn thêm rất nhiều quảng cáo. Rất là nhiều. À, chèn liên tục này luôn. Hả? Chèn khi nào mà maximum thôi. Một giây hay là 5 giây coi là quảng cáo. 10 giây coi là quảng cáo. Không? Anh em thấy quảng cáo là tự động chèn. Thì nó sẽ chèn rất là nhiều. Các kiểu luôn. Chèn rất nhiều luôn thì khi anh em chèn xong anh em bấm tiếp tục là nó sẽ tự động lưu cái quảng cáo này vào cái cái này cái quảng cáo tự chèn này nó xuất hiện rất là khó chịu người xem cực kỳ ghét cái quảng cáo này thực ra thì cái quảng cáo này nó không mang lại bên thu nhiều lắm đâu anh em ạ chủ yếu là từ hút xem và giờ xem quảng cáo nó chỉ là một phần một phần không không quá nhỏ cũng như là không quá lớn của kiếm tiền youtube đâu nó sẽ kiếm vào cái phút xem của anh em này giờ xem thời gian xem thời lượng xem đó thì anh em lưu ý cái điều đó chưa yeah. bỏ qua quảng cáo này thì người xem sẽ rất là khó chịu thường người ta chèn nhiều này anh em biết nó ở đâu nằm đâu thường nó sẽ nằm ở những cái kênh hoạt hình là một này và nó nằm ở những cái chuyện audio đọc dài ấy họ tự động chèn rất là nhiều và xem rất là khó chịu đúng không anh em xem quảng cáo rất là khó chịu được không? thì chúng ta khi mà đăng lên thì cứ đặt tự động Đặt tự động là nó ba cái quảng cáo này à, chúng ta cứ đăng lên và chúng ta bấm bật kiếm tiền thôi là họ tự đặt tự động đặt một cách hợp lý mà mình thấy nó lại hợp lệ nữa nó không gây khó chịu và nó cũng không gây ảnh hưởng tới ai cả thì cái điều này anh em lưu ý không à? À, sau khi kết thúc cái video này thì tóm tắt lại cho anh em dễ hiểu qua à, khi mà anh em mới bật kiếm tiền anh em chỉ cần vào được công cụ là kênh chắc chắn bật kiếm tiền đúng không kênh đã bật kiếm tiền, phải đợi 5 ngày, 4 ngày, 4 5 ngày nó mới tự động hiển thị quảng cáo lên trên tức là nó mới hiện lên cho anh em thấy thôi, nhưng mà thực chất là nó vẫn hiện quảng cáo đấy. Ngay cả kênh mà anh em làm chưa bật kiếm tiền nha YouTube nó đã đặt quảng cáo rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nội dung của anh em tốt mà. Bây giờ anh em đang làm trên nền tảng YouTube mà nó thích đặt quảng cáo nó đặt thôi đúng không anh em? Bây giờ anh em thử để ý coi những cái kênh mà anh em mới làm hai ba người đăng ký thôi nhưng mà video của anh em tốt, lượt xem của anh em tốt, nó đặt quảng cáo còn dày hơn mặc định nữa. đấy là mình chia sẻ thật với anh em. và anh em cứ bật uh, bình thường là làm bình thường nhá, là bật kiếm tiền thôi, bật kiếm tiền lên là làm bình thường luôn. còn hiện quảng cáo hay không thì mình cũng khuyên anh em rồi đấy, hạn chế tự xem quảng cáo và tự xem video của mình và không có một cái ảnh hưởng gì cũng như là không có một cái lỗi gì khi mà anh em ở cái trường hợp mà mới bật thì anh em lưu ý điều đó để khỏi phải tốn một cái tiền liên quan tới sửa lỗi quảng cáo anh em ạ đối với người ta không biết thì người ta lại nhận cái dịch vụ này đây anh em có đấy đây là mình mới có mình mới chia sẻ lên cho anh em anh em ạ thì khi xem xong cái video này bất cứ, bất kể một ai gặp cái trường hợp này thì anh em có thể chia sẻ cho họ cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình